Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là 28 tây tháng 3 nha các bạn, dương lịch các bạn ơi. Thì hôm nay mình bắt đầu tiếp tục áp dụng thuốc phun tạo mầm hoa cử 2 nha. Thì mình làm đoạn video ngắn, chủ yếu là chia sẻ cập nhật để các bạn nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn nha các bạn. Thì giờ mình cho các bạn xem trước cái giai đoạn sòi mình sau khi phun mầm được cử 1 nha các bạn, để các bạn xem được cái dàn lá của nó như thế nào nha. Thì cử rồi mình sử dụng là 500g 10/60 với 250cc thằng chuyển mầm F2 các bạn. Để các bạn xem sơ qua cái giai đoạn lá, xem coi nó lá nó phê như thế nào nha các bạn, xem cái biểu hiện lá nha. Chứ theo cái cặp mắt mình, thăm và mình quan sát, mình thấy dàn lá rất là phê luôn các bạn ơi. Để mình qua bên đây cho các bạn xem sơ qua nha. Lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Lá gợn sóng dãnh bìa rất là mạnh luôn nha các bạn. Chứng tỏ là cây mình đã hấp thu bất lo rất là tốt. Và cái vấn đề kết hợp phun tạo mầm các bạn kết hợp với F2 nha, cho thấy quá là tuyệt vời các bạn ơi. Hứa hẹn cây vụ mùa bội thu nha các bạn, quá là phê luôn. Bên đây là lúc trước là đài loan đây các bạn, 4 con sài nha, 4 con sài đài loan ta quá, người ta múc ao nuôi cá các bạn ạ. Đây thì mình giáp ranh ấy, có cái mương đây mà đã san lấp. Bạn thấy dàn lá rất là đẹp luôn nha các bạn. Hiện tại cũng 7 giờ mấy các bạn, thứ ba ngày 28 tháng 3 nha. Rồi các bạn ơi, thì các bạn xem sơ qua các bạn cũng đã nắm được cái giai đoạn sòi của mình hiện tại nha. Sau đổ bắt lo gốc và phun tạo mầm hoa cử 1 các bạn, thì giờ mình bắt đầu vô khoa thuốc để áp dụng thuốc phun tạo mầm hoa cử 2 nha các bạn. Dàn lá quá là đẹp luôn các bạn ơi, quá là tuyệt vời luôn. Rồi thì nước mình cũng đã bơm sẵn rồi các bạn ơi. Thì các bạn cũng đã thấy được cái giai đoạn sòi của mình sau đổ bắt lo gốc và kết hợp với vấn đề phun tạo mầm hoa cử 1 nha. Thì cử 1 á, mình sử dụng là 500g 10/60 các bạn, kết hợp thêm 250cc vô thái F2 nha. Đây vô thái F2 đây, thuốc già lá chuyển mầm.
Thì cái thằng F2 này, cái video đầu tiên của mình, tức là cái video mà mình phun thuốc tạo mầm hoa cửa một á, mình đã có nói đi nói lại rất là nhiều nha. Thì mình đã tìm hiểu và đọc qua cái công dụng nhãn mác trên cái bao bì của cái chai vô thái F2 á, thì mình thấy nó rất thích hợp cho chúng ta xử lý cái việc mà xử lý sòi sớm vụ, nghịch vụ ở cái thời điểm hiện tại nha các bạn. Thấy rất là thích hợp luôn những cái câu từ của nó. Ví dụ như là chuyển mầm hoa cực hiệu quả, thúc đẩy quá trình quang hóa mầm hoa, kích mầm ủ mầm, chuyển từ mầm lá sang mầm hoa cực mạnh, chặn đứng ngay quá trình bung lọc do thời tiết thay đổi bất thường. Thì mình đọc nhiêu đó là mình thấy nó rất là thích hợp cho cái việc chúng ta xử lý sòi sớm vụ nha các bạn. Và cái điều đặc biệt á, thì giống như mình đã từng chia sẻ các bạn, là khi mà chúng ta sử dụng vô thái F2 này á, là chúng ta phun trước khi chúng ta lên thuốc kích thích ra hoa cửa một á, trước tầm khoảng từ 10 đến 14 ngày các bạn. Đây các bạn thấy nè, dùng cửa cuối trước phun thuốc kích cây ra hoa đồng loạt ít nhất là từ 10 ngày. Thì cái mục đích chúng ta phun cái cửa cuối trước khi chúng ta lên thuốc kích cửa một 10 đến 14 ngày đó, cái mục đích là dùng để chặn đọt và chuyển mầm nữa các bạn. Thấy rất là thích hợp cho cái thời điểm hiện tại nha, khi mà anh em chúng ta xử lý sòi sớm vụ nghịch vụ các bạn. Khoan hóa mầm hoa, chuyển mầm hoa cực mạnh, quá là thích hợp nha các bạn. Rồi thì mình chỉ nói sơ sơ lại cái dòng F2 thôi các bạn, tại vì video thứ nhất á, tức là video mình phun tạo mầm hoa cửa một, mình đã có nói đi nói lại nhắc từng nhiều lần rồi nha. Chủ yếu là mình cái video này phun tạo mầm cửa hai á, chủ yếu là mình làm để cập nhật chia sẻ đến các bạn, để các bạn nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn thôi. Chứ những cái dòng thuốc thì phun tạo mầm hoa cửa hai này á, nó không khác gì cửa một các bạn ơi. Thì mình tiếp tục sử dụng là 500g 10-60 nha, tức là hai gói các bạn, mỗi gói nó 250g. Còn cái công dụng 10-60 này thì mình cũng đã có nó đi nó lại rất là nhiều lần các bạn, mình đã áp dụng qua 2 năm liền nha. Thì các bạn thấy công dụng đây, tác động kép vừa tạo mầm ủ mầm vừa chuyển mầm, điều tiết phân hóa mầm hoa theo ý muốn, quá là thích hợp nha các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ áp dụng thực tế chia sẻ các bạn, để các bạn nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn nha. Thì trước tiên thì mình qua 10-60 trước các bạn ơi, với liều là 500g nha, tức là hai gói. Thì mình làm thực tế như thế này nha, chủ yếu là chia sẻ cho những bạn mới biết kênh mình nè, để các bạn dễ dàng tìm hiểu, dễ dàng nắm bắt. Còn những bạn mà đã biết rồi á, thì nếu cần thiết thì xem chơi cho vui, còn không á thì không sao các bạn, thì xin các bạn đừng nói lời cay đắng nha. Mình đã có nói đi nói lại rất là nhiều, chủ yếu là mình hỗ trợ chia sẻ cho những bạn mới thôi, những bạn mới bắt đầu làm sòi đó, những cái chi tiết nhỏ các bạn chưa biết đó, thì mình là người đã từng áp dụng và xử lý qua, thì mình sẽ hỗ trợ chi tiết cho các bạn để các bạn dễ tìm hiểu, dễ nắm bắt. Thì đối với vô thái F2 sử dụng với cái liều là 250cc nha các bạn, tức là hai cống trắng và một cái cống xanh. Cống trắng của mình là 100cc nha, cống xanh là 50cc. Rồi phần còn lại thì mình đổ bao phi thứ hai luôn các bạn ơi. Chai vô thái F2 này là 500ml nha các bạn, tức là nửa lít, mình chia ra tầm 2, mỗi phi là 250cc. Thì mình cũng nói sơ lại nha. Thì đối với cái phun tạo mầm hoa cử 2 á, thì mình sử dụng là 500g 10-60, tức là hai gói, kết hợp 250cc vô thái F2, lưu dẫn 2 chiều, thúc lá già chuyển mầm. Rồi thì giờ mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn. Lá rất là phê luôn các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.